công nhân đã ngồi kín các dây chuyền sản xuất. Đây là tín hiệu vui khi doanh nghiệp này khôi phục 50% hoạt động nhờ tăng cường thị trường trong nước sau thời gian toàn bộ đơn hàng chủ lực xuất khẩu châu Âu hoàn toàn bị tạm hoãn. Đến điểm này thì công ty đã khôi phục được sản xuất và tuyển dụng lại lao động, hiện nay duy trì lực lượng lao động là 70% so với thời điểm trước dịch. Cũng nhờ đơn hàng dự án trong nước, công ty Anh Thắng vẫn đạt tăng trưởng, dù trước đó xuất khẩu sản phẩm ván sàn sang thị trường Nhật từ 10 container mỗi tháng giảm chỉ còn 2. Bây giờ là sản lượng mà bán ra tại thị trường Việt Nam thì tăng khoảng 50% so với cả cái lúc trước khi bị Covid. Đang mở thêm nhà máy mới tại Hải Dương. Theo số liệu từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, doanh nghiệp thuộc hai nhóm sau có sự khôi phục hoạt động đến thời điểm hiện tại khá tốt. Nhóm sản phẩm ván sàn, gỗ ghép và đồ mộc xây dựng, giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm trên 155 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm đồ gỗ xuất khẩu sang EU và Mỹ đã hoạt động trở lại và sản xuất khôi phục 70% so với thời điểm tháng 4 tháng 5. Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia sâu vào các sản phẩm cốt lõi, giá trị và được tiêu thụ nhiều trên thế giới, do đó mục tiêu tăng trưởng ngành gỗ năm nay vẫn khả thi. Hiệp hội Gỗ cũng như là Bộ Nông nghiệp vẫn khẳng định là vẫn tăng trưởng hai con số trở lên. Thống kê 6 tháng đầu năm, dù COVID-19 diễn biến phức tạp, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam vẫn đạt khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.